Tàu cá này bây giờ nằm lại trên một bãi đá gần khu vực đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Trong tranh trước sóng dữ, tàu đã bị thủng và chìm một phần, chỉ còn mỗi cabin nổi trên mặt nước. Khi gặp nạn, trên tàu có 11 ngư dân. Khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tàu cá do ông Nguyễn Văn Diện ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên khác đang gặp nạn trên biển ở khu vực gần đảo Cồn Cỏ. Lực lượng biên phòng nhanh chóng điều tàu vượt sóng to gió lớn ra khơi ứng cứu, đồng thời yêu cầu đồn biên phòng Cồn Cỏ huy động thuyền của một ngư dân trên đảo cùng với cán bộ chiến sĩ lên đường tiếp cận. Do trời tối, khu vực tàu gặp nạn lại là một bãi đá nên việc tiếp cận tàu bị nạn hết sức khó khăn. Đến 0 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2019, sau nhiều giờ quần thảo trên biển, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và cứu thành công cả 11 thuyền viên, đưa vào đảo Cồn Cỏ an toàn. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2019, sau khi thăm khám sức khỏe một lần nữa, lực lượng biên phòng Quảng Trị đã bàn giao 11 thuyền viên vừa gặp nạn trên biển cho gia đình đưa về quê chăm sóc.